tổng hợp những tiên đoán về Thế chiến thứ ba từ các nhà tiên tri trên khắp thế giới. Cuộc chiến lớn có thực sự diễn ra hay không? Trước đây mọi người thường nói, chiến tranh thế giới thứ ba là chuyện không thể xảy ra. Nhưng đến hiện tại, đây lại là điều khiến cả thế giới vô cùng lo lắng. Đặc biệt là tình hình chính trị bất ổn cùng với việc có nhiều nhà tiên tri lớn nhỏ trên thế giới. Đã có những lời dự đoán về sự bùng nổ của Thế chiến thứ ba. Tất cả khiến chúng ta không thể không nghĩ đến. Ngoài những nhà tiên tri lớn từ thời kim cổ đến hiện đại, còn có những nhà tiên tri đến từ nhiều quốc gia khác nhau, được người dân vô cùng tôn sùng và đặt niềm tin tại quốc gia của họ. Vậy những nhà tiên tri này đã nói gì về cuộc chiến tiếp theo? Có sự trùng hợp nào giữa những lời tiên đoán này hay không? Mời các bạn cùng xem hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm nhiều động lực, ra thêm nhiều video ý nghĩa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Sinh năm 1829, Mita Tadabic là nhà tiên tri nông dân người Serbia, đã thành công dự đoán về sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, ông còn đưa ra những tiên đoán về chiến tranh thế giới thứ ba. Mặc dù tên tuổi của ông không được nhiều người biết đến như Nostradamus hay Baba Vanga, nhưng Mita Tadabic là niềm tự hào của người dân Serbia khi đã dự đoán thành công việc phát hiện ra dầu mỏ và nguồn năng lượng khác. Sự thành lập Liên bang Nam Tư hay sử dụng hình ảnh chiếc hộp thần kỳ để mô tả sự xuất hiện của chiếc điện thoại thông minh mà chúng ta sử dụng ngày nay. Theo dự đoán của Mita Tadabic, trong lời tiên tri từ Crema, sau chiến tranh thế giới thứ hai thì chủ nghĩa duy vật sẽ trở thành trọng tâm. Ngoài ra trong tương lai, con người sẽ mắc phải một loại bệnh lạ chưa từng thấy mà không có cách chữa trị. Mặc dù có thể thử nhiều loại thuốc nhưng không thể phát hiện ra được phương pháp điều trị phù hợp. Mặc dù phương thuốc luôn tồn tại bên trong con người nhưng chúng ta không có cách nào tìm ra được. Nhân loại ở tương lai luôn tự cho rằng họ biết tất cả. Chính vì vậy họ sẽ làm ra nhiều điều sai trái do sự suy đồi của tôn giáo truyền thống và sự ngu ngốc của con người. Mọi người quá tự tin vào sự hiểu biết của mình, nhưng thực tế nếu so với tri thức của Thượng Đế, thì tri thức của loài người vô cùng nhỏ bé. Trong lời tiên tri từ Kremna, Mita Tadabic cũng nói rằng tương lai sự căm ghét giữa con người sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bởi mọi người sẽ không quan tâm đến mối quan hệ của họ với nhau. Điều đáng chú ý là ở phương Đông sẽ xuất hiện những người thông thái truyền bá đức tin và kiến thức, nhưng cả thế giới sẽ nghĩ rằng đó là dối trá. Cho đến khi một trận chiến chưa từng có kết thúc, thánh nhân đến từ phương Đông sẽ xuất hiện, khai sáng cho mọi người. Rằng mặc dù chúng ta được ban cho bộ não thông minh, nhưng lại tự biến mình thành những cỗ máy giết chóc. Thánh nhân phương Đông sẽ cố gắng làm cho nhân loại nhận thức được giá trị hòa bình, thay vì cai trị họ bằng nỗi sợ hãi. Bằng cách này, cả thế giới sẽ bắt đầu dõi theo vị thánh nhân, tin vào một tôn giáo mới và sử dụng một ngôn ngữ cho toàn cầu. Cuối cùng, một người với mái tóc đỏ sẽ thống trị thế giới để mang lại hạnh phúc cho mọi người. Trong thời kỳ cai trị của người, cả thế giới sẽ sống trong hòa bình. Chỉ có một cuộc chiến sắc tộc ở một vài khu vực mà không còn cuộc chiến nào mang tầm cỡ thế giới nữa. Tuy nhiên, hạnh phúc này chỉ xuất hiện sau khi chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Về dự báo cho chiến tranh thế giới thứ ba, Mita Tadabic nói rằng khi thời điểm đến, sẽ có hai thế lực lớn đối đầu nhau. Cho đến khi cơn tức giận của một thế lực lên đến đỉnh điểm, họ sẽ phát động tấn công. Chiến tranh cũng từ đó bắt đầu. Nhiều quan điểm cho rằng dự đoán này đang dần ứng nghiệm trong cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ. Các nhà khoa học dự đoán, nếu điều này trở thành sự thật, có thể có một loại vũ khí mới được sử dụng trong chiến tranh, dẫn đến xung đột toàn cầu. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là, trong lời tiên tri của Mita Tadabic có nhắc đến một quốc gia bị bao quanh bởi đại dương sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Hiện tại, tất cả suy đoán đều cho rằng quốc gia hạnh phúc ấy chính là Australia. Theo lời tiên tri này, hậu duệ của Mita Tadabic đều đã di cư đến Australia để sinh sống và làm việc. Nhà tiên tri thứ hai nhắc tới cuộc chiến thứ ba chính là Matthias Stomberg, một nhà tiên tri người Đức được cho là đã từng đưa ra lời tiên tri về cả ba cuộc chiến tranh thế giới. Trước thềm chiến tranh thế giới thứ hai, Đức Quốc xã đã phát hiện trong hồ sơ của ông có đề cập đến Hitler và sự kết thúc của Đức Quốc xã. Vì vậy họ đã phá hủy phần lớn hồ sơ tiên tri, nhưng may mắn thay vẫn còn một số được mang ra nước ngoài. Nhờ đó mà ngày nay chúng ta vẫn biết về những lời tiên tri này. Trong suốt cuộc đời mình, Stomberg đã dự đoán chính xác về sự xuất hiện của đường sắt khi nói rằng một con quái vật bằng sắt sẽ chạy trong hoang dã và phát ra âm thanh lớn. Ngoài ra còn sự xuất hiện của máy bay khi tiên đoán rằng
con người sẽ có thể bay giống như chim trên bầu trời. Sombach cũng nói rằng, do suy thoái của đức tin, Kitô giáo sẽ gần như hoàn toàn biến mất trong tương lai. Tôn giáo này sẽ vấp phải sự đối xử rất tệ bởi lối sống kiêu căng, thậm chí là không còn được tôn trọng nữa. Đến lúc đó, những Kitô hữu thực sự sẽ trở nên vô cùng hiếm có. Nói về chiến tranh thế giới thứ ba, Sombach cho rằng, cuộc chiến này xảy ra rất lâu kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Trận chiến sẽ sử dụng vũ khí nhân tạo khổng lồ gây ra thảm họa lớn cho toàn cầu, khiến tất cả các quốc gia trên thế giới cùng gánh chịu hậu quả. Trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, nhiều khu vực trên trái đất sẽ trở thành tâm điểm và cuộc đại chiến này sẽ là dấu chấm hết cho nhiều quốc gia. Tại châu Phi, cũng có một người từng đưa ra dự đoán về thế chiến tiếp theo, chính là C.N. Van Rensburg, một nhà tiên tri của Cộng hòa Nam Phi. Người ta nói rằng cả cuộc đời ông chỉ đọc báo để xem tin tức một lần, nhưng ông lại biết rõ về nhiều sự kiện diễn ra trên toàn cầu. C.N. Van Rensburg từng tiên đoán chính xác về sự bùng phát của cúm Tây Ban Nha vào năm 1918, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929, sự lây nhiễm của virus HIV và trong tương lai, một loại bệnh không thể chữa khỏi gây ra bởi sự suy đồi về đạo đức tình dục của con người sẽ lan từ châu Phi khắp thế giới. Điều khiến nhiều người quan tâm chính là Van Rensburg cũng đưa ra dự đoán cho chiến tranh thế giới thứ ba. Ông nói rằng, khi chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, một loại dịch bệnh kinh hoàng cũng sẽ bùng phát cùng lúc. Song song đó, đất nước Nhật Bản sẽ bị nhấn chìm trong biển do động đất. Ngoài ra, nước Mỹ và Đức sẽ cùng nhau tham gia vào chiến tranh thế giới thứ ba với tư cách là đồng minh. Khi đó, con người sẽ phóng một loại vũ khí mới sử dụng tia điện quang cả trên bầu trời và mặt đất. Trước khi chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, thế giới sẽ trải qua một giai đoạn hỏa hoạn chưa từng có. Các nước phương Đông và phương Tây sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình bền vững. Nhiều quốc gia cũng sẽ cắt giảm vũ khí. Tuy nhiên, chiến tranh sẽ bất ngờ bùng nổ tại một địa điểm và thời điểm không ngờ đến. Vào thời điểm này, nhà thờ cùng những nơi cầu nguyện sẽ trở nên trống rỗng, chuẩn mực đạo đức cũng sẽ sụp đổ. Mọi người không còn muốn kết hôn mà chỉ sống thử cùng nhau. Những chương trình truyền hình sẽ đầy rẫy nội dung bạo lực nhưng vẫn đủ sức gây nghiện cho mọi người. Trên màn hình TV, thậm chí sẽ công khai hiển thị hành vi tình dục. Ngoài ra, một lượng lớn người từ các nước nghèo sẽ đổ vào châu Âu, nhưng do số lượng quá đông, họ sẽ bị tẩy chay và đối xử thờ ơ. Đó cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. So với cuộc chiến sắp tới, thì tất cả những cuộc chiến trước đều trở nên tầm thường. Chiến tranh sẽ kết thúc bằng vụ nổ hạt nhân, khiến không khí sẽ bị ô nhiễm nặng nề và lan rộng đến nhiều lục địa. Tương tự như dự đoán về chiến tranh thế giới thứ ba mà chúng ta vừa nhắc đến, nhà tiên tri Hy Lạp Elder Joseph cũng để lại nhiều dự đoán này liên quan đến các quốc gia trên thế giới như Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Trung Đông, các quốc gia châu Âu cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Mặc dù đều là những dự đoán tiêu cực, nhưng ông tin rằng cuối cùng chúng sẽ trở thành số phận của loài người. Trong dự đoán, Joseph đề cập đến việc chiến tranh sẽ bắt đầu từ Bulgaria, sau đó Nga sẽ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm đóng tất cả các quốc gia Ba Tư và Palestine mà không phải gặp quá nhiều sự chống cự. Ngày càng nhiều quốc gia tham gia vào đại chiến khiến thế giới rơi vào hỗn loạn và thảm họa. Nga sẽ bắt đầu cuộc xâm lược đáng kinh ngạc đối với Hy Lạp, nhưng sức mạnh của Nga sẽ không kéo dài lâu vì Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ hợp sức và nhanh chóng tấn công Nga ở Siberia. Ngoài ra còn có sự tham chiến của Đức khiến Nga sẽ không thể chiếm đóng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập quá lâu. Trong số các quốc gia bị xâm lược, Hy Lạp sẽ phải nhượng bộ trước và ký kết liên minh với Nga cùng Bulgaria. Sau thời kỳ hỗn loạn này, một cuộc chiến lớn hơn sẽ bùng nổ, mang tính chất của chiến tranh Armageddon, những trận đánh mang tính chất hủy diệt thế giới. Vì vậy, đối mặt với những dự báo của Joseph, cư dân mạng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Hy Lạp một cách tức giận vì tạo ra những dự báo vô lý, mô tả họ một cách xấu xa. Cư dân mạng Nga cũng tức giận vì Nga bị chỉ trích là nguyên nhân gây ra chiến tranh thế giới thứ ba và là người khởi đầu của chiến tranh Armageddon. Nhiều người còn nghi ngờ làm thế nào Bulgaria có thể trở thành nguồn gốc của chiến tranh thế giới. Điều đó là không thể xảy ra. Trên đây là những dự đoán về thế chiến thứ ba trên khắp thế giới. Liệu tương lai có thực sự diễn ra như những lời tiên tri này hay không? Chúng ta chỉ có thể kiểm chứng theo thời gian. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.